Thưa quý vị và các bạn, trước khi vòng bán kết của giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên năm nay diễn ra, không ít người hâm mộ đã hy vọng vào một trận chung kết toàn Việt Nam giữa U21 Hoàng Anh Gia Lai và U21 Báo Thanh Niên Việt Nam. Tuy nhiên, ở ngay trận bán kết thứ nhất thì U21 Hoàng Anh Gia Lai đã trở thành cựu vô địch. Niềm hy vọng được đặt vào U21 Báo Thanh Niên Việt Nam khi họ bước vào trận đấu với U21 Thái Lan. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với những diễn biến chính của trận đấu này. Sau màn thể hiện không thực sự thuyết phục tại vòng bảng, U21 Báo Thanh Niên Việt Nam bước vào trận bán kết với U21 Thái Lan không được đánh giá cao. Tuy nhiên, cao trò của huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã nhập cuộc một cách khá chủ động và sớm có được bàn thắng vươn lên dẫn trước khi ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, đội trưởng Bùi Tiến Dũng đã có pha đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số trận đấu cho đội chủ giải. Dù có được bàn thắng mở tỷ số khá sớm, nhưng U21 Báo Thanh Niên Việt Nam lại không thể duy trì được sự tập trung sau đó, đặc biệt là ở những tình huống bóng bổng. Hàng thủ áo trắng tỏ rõ sự lo ngóng và thiếu ăn ý với nhau. Tận dụng điều đó, U21 Thái Lan đã có được bàn thắng san bằng tỷ số không lâu sau bàn thua với pha đệm bóng cận thành của đội trưởng Natawoods. Bóng bổng tiếp tục được cao trò của huấn luyện viên Sitaro khai thác triệt để sau đó, và tới phút thứ 31, lưới của thủ thành Hoàng Văn Hùng phải hứng chịu bàn thua thứ hai trong trận đấu này khi Sasalak Haiprakorn có pha xử lý lạnh lùng trong vòng cấm, đưa U21 Thái Lan dẫn ngược lại ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, U21 Báo Thanh Niên Việt Nam đã cố gắng tấn công, hòng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng khi mà các cơ hội của đội bóng áo trắng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng thì họ lại phải tiếp tục đón nhận bàn thua thứ ba. Vẫn là một tình huống bóng bổng khi các hậu vệ chủ nhà để cho Sam Hùng thoải mái chạm bóng trong vòng cấm địa. Bàn thua này đã dập tắt ý chí của đội chủ nhà sau đó. Cao trò của huấn luyện viên Phạm Minh Đức không còn tạo ra được cơ hội để có thể ghi bàn thắng vào lưới của đối thủ. Thay vì tập trung vào chuyên môn, các cầu thủ chủ nhà lại có những tình huống thi đấu thiếu fair play ở trên sân sau đó. Chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3, U21 Báo Thanh Niên Việt Nam nhường tấm vé vào chơi trận chung kết cho U21 Thái Lan. Như vậy, ở giải đấu năm nay, cả hai đại diện của Việt Nam đều không thể góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải đấu.